giới thiệu các bạn, đây là mẫu bàn phím V8 bên mình nha các bạn, cực đẹp luôn. Có hai mẫu cho các bạn lựa chọn, đó là mẫu thứ nhất là nháy LED 10 chế độ nhé, và mẫu thứ hai là có LED được tích hợp ở bên dưới phím, rất là đẹp. Còn đây là bộ bàn phím LED 10 chế độ này, V8 10 chế độ này. Các bạn chỉ cần nhấn tổ hợp FL và 3 nút ở trên này nhé để kích hoạt các chế độ LED của bàn phím. LED này, đổi màu LED này, rất là đẹp. Bàn phím nhấn cực kỳ êm nhé. Mình sẽ tắt điện cho các bạn xem thì để được ban đêm. Ban đêm nhìn rất là nổi.